Xin chào các bác, ngày hôm nay em có chiếu gỗ rổi, mặt bàn ăn gỗ rổi, hàng xỉ cận nạt, đẹp vô cùng luôn, đầu đuôi không nứt, giá thanh lý siêu rẻ, 30 triệu một khối, hàng cực kỳ dày luôn, rộng rãi. Đây, như cái tấm trước mặt quý vị đang xem này, em thanh lý nhá. Tấm này em thanh lý giá 35 triệu một khối này, còn 30 triệu một khối là hai cái tấm đang được đặt vào này. Đấy, bây giờ em sẽ đo kích thước xem, báo cho các bác nhá. Gỗ rổi nhá, chiếu gỗ rổi nhá. Bây giờ em đo kích thước này.